Quái vật đen, nỗi ám ảnh về hung thần biển sâu chính thức quay trở lại màn ảnh rộng là một trong những dự án được trông chờ đến từ Mexico. Bộ phim không chỉ là cuộc chiến giữa người và cá mập biển khơi mà còn ẩn chứa nhiều câu chuyện đáng suy ngẫm về môi trường, cuộc sống và càng gây chú ý khi được dựa trên một truyền thuyết dân gian có thật ngoài đời. Quái vật đen xoay quanh câu chuyện khi kỳ nghỉ bình dị của gia đình Oilman Paul Stasis biến thành cơn ác mộng, bởi họ đã gặp phải một con cá mập Megalodon hung dữ, không từ bất kỳ khoảnh khắc nào để bảo vệ lãnh thổ của mình. Bị mắc kẹt và tấn công liên tục, Paul và gia đình của mình phải tìm cách để an toàn sống sót trở về bờ trước khi con cá mập khát máu này tấn công lần nữa. Phim đưa khán giả trở lại với đại dương sâu thẳm, nơi trú ngụ của nhiều loài sinh vật bí ẩn, nguy hiểm. Bối cảnh của quái vật đen ở một thị trấn ven biển Mexico, trong đó nhân vật chính là Paul Stasis, do George Lucas thủ vai, một nhân viên khai thác giàn khoan. Paul đưa gia đình đến thị trấn để nghỉ mát, cũng như tham quan giàn khoan của công ty anh. Niềm hào hứng của gia đình Paul chợt tắt khi thị trấn vốn vô cùng tươi đẹp, rộn ràng trên ảnh lại khá ảm đạm ngoài đời. Theo lời người dân, giàn khoan và việc khai thác dầu ngoài khơi đã đánh thức một sinh vật vốn chỉ có trong truyền thuyết, có tên là Tilalok hay còn gọi là quỷ đen. Vốn là người duy vật, Paul không tin vào những luận định vô căn cứ của người dân, nhất là khi chúng hướng đến giàn khoan mà Paul vô tự hào. Tiếp tục câu chuyện, Paul đưa gia đình ra giàn khoan và kể từ đây sự thật đã lên tiếng. Sự xuất hiện của con cá mập khổng lồ, khát máu dưới biển sâu, xuyên qua những lớp dầu đen khiến cho giàn nhân vật hốt hoảng. Anh cùng với một vài người đàn ông khác hoạt động ở giàn khoan cố gắng tìm đường trở về làng, nhưng mọi thứ dường như là không thể, bởi con quái vật đen đang chầu trực, sẵn sàng nuốt chọn những con người đã và đang hủy hoại môi trường sống của nó. Cách duy nhất để tự cứu mình là kết liễu cá mập sát thủ, nhưng họ buộc phải lên một kế hoạch kỹ càng. Những phân đoạn gay cấn như ngã xuống nước, đắm tàu, kinh điển trong dòng phim cá mập một lần nữa góp mặt trong quái vật đen, khiến người xem phải thót tim. Liệu trước một sinh vật huyền thoại như quỷ đen, Paul, gia đình và các cộng sự sẽ làm gì để giữ mạng sống? Quái vật đen tựa gốc The Black Demon khởi chiếu tại rạp từ ngày 12 tháng 5 năm 2023.